Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 trang 25-26, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, quê hương yêu dấu. Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt. Bài tập 1. Đọc lại chùm ca dao về quê hương đất nước trong sách giáo khoa trang 90-91 và trả lời các câu hỏi. 1. Chỉ ra những đặc điểm về cách phối thanh và ngắt nhịp của thơ Lục Bát được thể hiện trong hai dòng đầu của bài ca dao số 1. Thì những đặc điểm của thơ Lục Bát về cách phối thanh, ngắt nhịp được thể hiện trong hai dòng đầu của bài ca dao số 1 như sau. Thanh điệu trong dòng 6 và dòng 8, các tiếng thứ 6 và thứ 8 là thanh bằng, đà, gà, xương, còn tiếng thứ 4 là thanh trắc, trúc, võ. Trong dòng 8, mặc dù tiếng thứ 6 và thứ 8 đều là thanh bằng, nhưng vì tiếng thứ 6 là thanh huyền, gà, nên tiếng thứ 8 là thanh ngang, xương. Nhịp, cả hai dòng thơ đều ngắt nhịp chẳng, 2-2-2. Gió đưa, cành trúc, la đà, tiếng chuông, trấn võ, cành gà, thọ xương. Rồi tiếp theo câu số 2, nêu những địa danh được nhắc đến trong bài ca dao số 1. Theo em, việc liệt kê hàng loạt các địa danh nổi tiếng đó nhằm mục đích gì? Bài ca dao số 1 nhắc đến những cái địa danh đó là Trấn Võ, Thọ Xương, Yên Thái, Tây Hồ. Việc liệt kê hàng loạt các địa danh nổi tiếng đó nhằm thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương, đất nước, tự hào về Hồ Tây đẹp. Không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi truyền thống văn hóa lâu đời, tự hào về con người nơi đây đã góp sức để xây dựng, gìn giữ về vẻ đẹp của vùng đất Thăng Long. Hầu hết những địa danh đó đều in dấu ấn lịch sử văn hóa nổi bật. Bài ca dao số 1 còn có một dị bản như sau. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ cành gà thọ xương, thuyền về xuôi mái dòng hương, biết đâu tâm sự đòi đường đặng cay. Hiện tượng này tồn tại khá phổ biến trong ca dao, hãy nêu một trường hợp tương tự. Thì hiện tượng dị bản xuất hiện khá phổ biến trong ca dao nói riêng và văn học dân gian nói chung. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là bởi văn học dân gian là sản phẩm sáng tác mang tính tập thể, tồn tại lưu hành theo phương thức truyền miệng. Em có thể nêu một vài trường hợp là: đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Dị bản: đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Dị bản: rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật gù khen ngon. Tiếp theo câu 4, theo em trong bài ca dao số 2, nếu thay từ ai bằng từ em hoặc từ anh thì giá trị biểu đạt có thay đổi không? Thì trong bài ca dao số 2, nếu thay từ ai bằng từ em hoặc từ anh thì giá trị biểu đạt sẽ không thay đổi. Ai là đại từ phiếm chỉ làm tăng tính khái quát cho đối tượng được nói đến. Bài ca dao do vậy là một lời mời gọi mọi người cùng đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xứ làng. Năm, hãy kể tên một bài ca dao khác cũng viết về xứ Lạng. Có một bài ca dao nổi tiếng khác cũng viết về xứ Lạng, vùng đất được nói đến trong bài ca dao số 2 là: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em.
Rồi tiếp theo số 6, bài ca dao số 3 ca ngợi vùng đất nào, dựa vào đâu em biết được điều đó? Thì bài ca dao số 3 ca ngợi vẻ đẹp của xứ Huế, ta có thể biết được điều đó dựa vào các địa danh mà tác giả dân gian đã nhắc đến như Đồng Ba, Đập Đá, Vĩ Dạ, Ngã Ba Sinh, vân vân. 7. Chỉ ra các từ lấy được sử dụng trong chùm ca dao về quê hương đất nước. Các từ lấy được sử dụng trong chùm ca dao về quê hương đất nước là La Đà, Mịt Mù, bài ca dao số 1, Lờ Đờ, bài ca dao số 3. Các từ lấy đó đã góp phần làm cho các bài ca dao thêm sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm. Tiếp theo bài tập 2. Đọc lại bài thơ Hành Trình của bầy ong trong sách giáo khoa trang 106, 107 và trả lời các câu hỏi. 1. Bài thơ được viết theo thể thơ gì, dựa vào đâu mà em biết điều đó? Thì bài thơ được viết theo thể thơ lục bát, dựa vào cách sắp xếp các dòng thơ, số tiếng trong các dòng, ta có thể biết được điều đó. 2. Những chi tiết nào cho thấy bầy ong đã không quản gian nan, không quản gian khó để đem lại hương sắc mật ngọt cho cuộc đời? Những chi tiết cho thấy bầy ong đã không quản gian khó để đem lại hương sắc mật ngọt cho đời, đó là bay đến trọn đời tìm hoa. Không gian là nẻo đường xa, thời gian vô tận, tìm nơi thăm thẳm rừng sâu, tìm nơi bờ biển sóng tròn, tìm nơi quần đảo khơi xa, bầy ong rong ruổi trăm miền. Ba, theo em vì sao tác giả có thể khẳng định đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào? Thì tác giả đã khẳng định đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào vì đến nơi nào bầy ong chăm chỉ cần mẫn cũng tìm được hoa để làm mật, đem lại hương vị ngọt ngào cho đời. 4. Qua bài thơ em cảm nhận được phẩm chất đáng quý gì của bầy ong? Thì qua bài thơ em cảm nhận được những cái phẩm chất đáng quý của bầy ong như chăm chỉ, cần cù, vượt mọi gian khó để làm việc có ích cho đời. 5. Từ hành trình của bầy ong, nhà thơ muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? Từ hành trình của bầy ong, nhà thơ muốn gửi đến người đọc thông điệp: hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống có ý nghĩa, có ích. Sống là để cống hiến, mang đến hương thơm mật ngọt cho đời. 6. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau: tìm nơi thăm thẳm rừng sâu, bập bùng hoa chuối trắng màu hoa ban. Tìm nơi bờ biển sóng tràn, hàng cây trắng bão dịu dàng mùa hoa. Tìm nơi quần đảo khơi xa, các loài có loài hoa nở như là không tên. Như vậy trong đoạn thơ tác giả sẽ sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ: tìm nơi thăm thẳm rừng sâu, tìm nơi bờ biển sóng tràn, tìm nơi quần đảo khơi xa. Thì với cái biện pháp tu từ này, nhà thơ đã nhấn mạnh được cái phẩm chất cần cù, không quản khó khăn, mệt nhọc để tìm ra mật ngọt dân đời của bầy ong. Bài tập 3. Đọc lại bài thơ Chuyện cổ nước mình. Từ tôi yêu chuyện cổ nước tôi đến sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì, trong sách giáo khoa trang 93, 94 và trả lời các câu hỏi. Câu 1. Dựa vào đặc điểm về cách gieo vần của thơ lục bát, em hãy chỉ ra các tiếng được gieo vần với nhau trong đoạn thơ sau. Mang theo chuyện cổ tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơn nắng trắng cơn mưa, con sông chảy có rạn dừa nghiêng soi. Thì trong đoạn thơ các tiếng đi, thì, xưa, mưa, dừa vần với nhau. 2. Nhà thơ yêu những câu chuyện cổ nước mình vì những lý do gì? Thì nhà thơ yêu chuyện cổ nước mình vì những cái câu chuyện cổ ẩn chứa vẻ đẹp tình người thiết tha, nhân hậu. Chuyện cổ giúp ta nhận ra những cái phẩm chất đẹp đẽ và những bài học quý giá mà ông cha ta đã muốn truyền lại cho con cháu.
3. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Em hãy kể tên những câu chuyện cổ Việt Nam thể hiện triết lý nhân sinh đó. Thì những câu chuyện cổ Việt Nam thể hiện triết lý nhân sinh, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Đó là truyện Tấm Cám, Cây Tre Trăm Đốt, Sọ Dừa, Thạch Sanh. Bốn, các câu chuyện cổ ẩn chứa những nét đẹp tình người và những bài học cuộc sống. Những dòng thơ nào trong đoạn thơ cho em biết điều đó? Thì bài thơ khẳng định cái giá trị nhân văn cao cả của các câu chuyện cổ, ca ngợi cái ý nghĩa của các câu chuyện có trong việc phản ánh những nét đẹp tình người và những bài học cuộc sống trong đoạn thơ. Có thể thấy rõ điều đó qua những dòng thơ. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Thị thơm, thị xấu, người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Năm, theo em vì sao tác giả có thể nhận mặt ông cha qua các câu chuyện cổ? Thì tác giả có thể nhận mặt ông cha của mình qua những cái câu chuyện cổ, vì chính những câu chuyện cổ đã giúp cho người đọc thời nay thấy nói chung và nhà thơ nói riêng cái riêng hình dựng được gương mặt, hình dung được cái gương mặt. Tức là ở đây hình dung được cái gương mặt của cha ông ta ngày xưa, hiểu được cái đời sống vật chất và tinh thần, tâm hồn và tính cách, phong tục tập quán và các quan niệm đạo đức, triết lý nhân sinh của cha ông. Tiếp theo, 6. So sánh nghĩa của từ vàng trong hai trường hợp sau và cho biết đó là từ đồng âm hay là từ đa nghĩa vì sao. A. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa. B. Cô ấy đeo rất nhiều vàng. Thì ở đây từ vàng trong vàng cơn nắng, trắng cơn mưa chỉ màu sắc, còn vàng trong cô ấy đeo rất nhiều vàng là chỉ một thứ kim loại quý. Như vậy, đây là hai từ đồng âm vì chúng có âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan gì với nhau. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.